sập anh em nhá. Chào anh em nhá. Chào anh em đã quay trở lại với cả clip tiếp theo của mình nhá. Đấy, anh em ạ, hôm nay mình quyết định mang trà màu siêu phẩm của mình đi bẫy kiếm siêu phẩm về nuôi anh ạ. Đây. Đây con trà màu mình này. Đó. Vừa đấy mình có nghe nó hot ở với nương bên kia anh em nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ mang chim mình đi treo ở cái nương bên kia. Đấy. Đây anh em đi cùng mình nhá. Vừa đấy mình có nghe thấy nó hót ở bên kia kìa anh kìa, bên kia. Đấy. Giờ mình sẽ mang chim mình đi treo. Đấy, nó xuống ăn quả muối ở đây anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ treo ở đây. Đấy, tiện thể nó xuống ăn quả muối này, xong rồi nó vào. Nó thấy con chim mình sẽ vào đánh em ạ. Đây. Mình sẽ treo chim mình ở đây em ơi. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Or did I get tired? Cause I slept too much. Slept too much. We go up and down. We go up and down. I know on this rollercoaster ride. Rollercoaster ride. We fall back sometimes. We fall back sometimes. I know on this rollercoaster ride. In this rollercoaster ride. Didn't see it coming, but I don't mind. I don't even know how to do this. I don't need a map, like to show me how. Show me how. We go up and down, we go up and down on this rollercoaster ride, rollercoaster ride. We fall back sometimes, we fall back sometimes on this rollercoaster ride. Xong anh em nhé. Đấy, bây giờ chỉ việc chờ chim bổi xuống kiếm thức ăn, xong là nghe thấy tim hót thì sẽ xuống anh em ạ. Đấy, đây là hót bên kia anh em ơi. Bên kia em nhé. Đấy. Đó. Đó. Rồi, bây giờ việc chờ ở đây thôi em ạ. Đấy. Đấy. Con bưởi rừng nó đang hót bên kia anh em ạ. Đấy. Chứ mình không hót chứ anh em. Chán thế. Chứ mình không hót rồi anh em ạ. Chứ là lần đầu tiên mình mang đi bẫy. Đâu lắm rồi không mang nó đi bẫy rồi. Không mang nó đi chơi anh em ạ. Đâu lắm không chơi nó rồi. Chắc là nó xuống điện rồi anh em ạ. Chứ mình chán thế nhờ. Con rừng hát, con rừng hót thế mà nó không hót. Đấy, hót rồi.
thấy con rừng bên kia anh em ạ. Mình thấy nó bay rồi. Đấy, mình thấy nó bay bên kia anh em nhá. Lỗ, em chạy không thấy quá. Nó xa quá anh em ạ. Đây chắc mình... Hay em thấy mình nó không vào nhỉ anh em ạ. Bây giờ lại con sim nó không hot nữa, không vào, đúng rồi. Đấu rồi em ạ. Mình ở gần nó quá, chắc là nó thấy mình rồi anh em ạ. Nên là mình sẽ quyết định sang bên cái lá nào bên kia để chờ thôi anh em nhé. Nhìn xem nó sập thì mình chạy ra đi lấy thôi anh em ạ. Đây anh em ạ, mình sẽ lên nơi này anh em nhé. Đấy, mình ở khách sao này một tí thôi nào. Nhớ đâu nó lại vào anh em. Đâu, nhớ đâu chim lại hót lên xong là con bổi rừng nó lại vào anh em nhé. Đấy, mình ở gần quá, con mồi nó lại không hót nữa. Chán quá với chim. Vậy bây giờ bổi rừng bây giờ im re rồi. Con mồi mình im, con bổi rừng cũng im luôn. Chán thật sự. Đây anh em ạ, nó vào anh em nhá. Đấy. Nó vào rồi anh em ơi. Nó đang nhảy, nó đang ấy ấy. Nó còn không hót luôn. Im xe nhìn nhau. Nó nhìn nhau. Nó xa quá thôi em, không nhìn thấy thôi. Ấy ấy. Sập luôn. Ui. Đó anh em ơi. Sập rồi anh em ơi. Sập rồi. Chết. Đừng cái sổng của anh nhá. Ồ. Mình ở xa quá. Bây giờ nó sập là anh em không nhìn thấy anh em ạ. Đó. Sập luôn. Đó anh em ạ. Sập luôn. Đây. Chết luôn. Đây anh em ơi. Đó. Sập anh em nhá. Mình sẽ lên mang xuống đã.
em ơi. Đó. Chắc luôn em ạ. Đấy. Nhảy chỗ khác không nhảy. Nhảy vào đây khẩu tử thì chết ngay em ạ. Đó, kiếm được một em siêu phẩm rồi. Mình không mang bội, mình sẽ cho kiểu này hay mình sẽ cầm về để cho bà lồng ở trên nhà anh em ạ. Không mang bội nữa, quên mang bội mất rồi. Thôi, về nhà em nhé, về nhà mới xem nữa anh em nhé. Anh em ơi, mình đã về đến nhà anh em nhá. Đấy, con chim mình để vấn đề trong này, vấn đề nguyên luôn anh em ạ. Đó. Đây, mình vấn đề nguyên trong này luôn. Mình bắt ra anh em nhé. Đây rất đẹp luôn anh em ạ, quá đẹp này. Màu má trắng anh em nhá, này có đẹp đỏ này. Đây cất vào đồng vào cám luôn, tí mình sao bà cùng con bổi mình vào cám luôn anh em ạ. Đây cho bà đồng đi vào nhanh nha, đi vào. Trời đây này anh em ơi, lỡ đấy. Đấy, con này chắc là bổi năm nay thôi anh em ạ. Đây ôi giời, bây giờ mình cho vào lồng này rồi, tí con bổi mình chắc phải để trong lồng sập rồi anh em ạ. Đây là lồng con bổi của mình, con mồi của mình luôn. Lồng con mồi mình chắc tí phải để trong sập rồi. Đấy. Con này hiền thế nhỉ. Đấy. Xong rồi. Đó. Đấy con bổi mình. Con mồi mình đây. Đấy, con cân nguyên. Đó. Thật luôn. Đó, đây anh em. À, con khuyên mình bấy hôm qua rồi ơi. Đấy, với hôm trước ấy, đây. Đó, gần biết ăn cám rồi mọi người nhá. Đó. Đấy, mình cho cám vào đây nó ăn hết sạch luôn này. Đó. Rồi, treo lên. Mình phải treo xa ra đi. Tí mình phải cái bấy nhá. Đấy. Tí mình mới lấy rẻ để che đi anh em ạ. Đó. Hiền luôn, rất hiền con này nhỉ. Hiền cực. Đó. Đấy, mình sẽ kết thúc video mình ở đây. Nếu thấy video mình hay đừng quên đăng like và kênh để ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.